vững cốt phình da, bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7. Trọng Khương xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Tuổi Vàng. Chương trình được phát sóng trực tiếp từ 15 giờ đến 16 giờ thứ ba hàng tuần trên kênh Joy FM. Quý vị thính giả thân mến, khi con người lão hóa, bộ xương cũng sẽ già cỗi theo tuổi, dẫn đến việc là xương giòn, xốp xương và dễ gãy. Đó chính là hệ lụy của bệnh loãng xương do tuổi tác gây nên. Theo một thống kê cho thấy thì tỷ lệ loãng xương ở đàn ông châu Á trên 50 tuổi là 12,6%. Ở Việt Nam, con số loãng xương ước tính là vào khoảng 2,8 triệu người, chiếm 30% phụ nữ trên 50 tuổi. Hậu quả nặng nề nhất của loãng xương là gãy xương không thể hồi phục. Sau khi được điều trị ổn định, bệnh nhân sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong vận động, chất lượng cuộc sống cũng bị suy giảm, nguy cơ gãy xương lần thứ hai và những lần tiếp theo sẽ rất cao. Thậm chí, loãng xương còn làm tăng nguy cơ tàn phế và tử vong. Chính vì vậy, ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ xương quan trọng như thế nào đối với cơ thể con người và đối với chất lượng cuộc sống ra sao, và làm sao để ngăn chặn tình trạng loãng xương cho người cao tuổi quý vị nhé. Tất cả những vấn đề này sẽ được làm rõ trong chương trình Tuổi Vàng ngày hôm nay với chủ đề giòn xương, xốp xương, bệnh lý nguy hiểm không chỉ với người cao tuổi. Với chủ đề này, chúng tôi có mời đến phòng thu vị khách mời, thạc sĩ bác sĩ Vũ Văn Lực đến từ Bệnh viện Hà Thành, và bác sĩ sẽ tham gia tư vấn cũng như là có những lời khuyên bổ ích dành cho quý vị thính giả. Đầu tiên thì Trọng Khương xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Văn Lực đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Xin chào quý vị thính giả, xin chào anh Trọng Khương. Vâng, và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng Vững Cốt MK7 của dược phẩm Vinh Gia, bổ sung canxi và hấp thu canxi vào xương tốt hơn, giúp phòng và hỗ trợ điều trị loãng xương, đã tài trợ cho chương trình. Để nhận được lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259, hoặc là gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khoedep@bacsitivan.vn. Và thưa quý vị, trước khi mà chúng ta vào với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây. Quý vị thính giả thân mến, các hệ xương khớp bên trong cơ thể chúng ta luôn có quá trình hủy xương và tạo xương diễn ra liên tục. Chúng diễn biến rất thầm lặng và rất khó phát hiện, hầu như ai cũng biết điều này. Thế nhưng độ tuổi càng cao thì quá trình hủy xương sẽ lớn hơn nhiều so với quá trình tạo xương, khiến cho xương dần mất đi và dẫn đến tình trạng bị loãng xương. Theo khảo sát thì chúng ta hầu như không có cảm giác khó chịu hay có những dấu hiệu nào của bệnh loãng xương. Nếu có, chỉ là một vài triệu chứng nhẹ và mơ hồ, như là đau nhức, mệt mỏi không cố định ở cột sống lưng, ở dọc các chi, ở các đầu xương. Cuộc khảo sát ngắn của phóng viên chương trình Tuổi Vàng với một số phụ nữ ở độ tuổi từ 45 đến 65 tuổi trên địa bàn quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm Hà Nội dưới đây chính là ví dụ rõ ràng nhất. Khi phụ nữ mà đẻ xong thì đã vốn dĩ đã là thiếu canxi rồi. Giòn xương này. Bây giờ đến cái tuổi nó thoái hóa rồi thì nó giòn này, đôi khi va quệt vào đâu nên nó cũng dễ bị gãy. Tôi thì cứ thường xuyên bị tê nhức tay chân. Nó cứ cảm giác như là có kim châm. Thế nếu mà mình tập luyện xoa bóp thì nó đỡ được một thời gian, sau đấy thì nó lại trở lại cái hiện trạng như cũ. Và bị đau cái khớp này, nó thoái hóa, nó nhọn cái xương ra. Thế cho nên đi nó nhói. Thời tiết thay đổi cũng đau, thì nó đau hơn ngày bình thường. Nó làm cho là có lúc thấy tê tay, tê chân, rồi nó đau nhức. Bác năm nay 58 rồi. Bây giờ bác cứ bị mỏi chân, bị mỏi cái cổ chân. Cứ mỏi từ cái đầu gối trở xuống cái cổ chân mỏi. Hôm nào mà cứ không đi bộ là biết ngay. Đến tuổi chắc là nó thoái hóa. Một là thoái hóa, hai là cái cơ thể của mình nó cũng lão hóa rồi. Chắc là bác không có vấn đề gì, bác cũng lâu lắm bác chả đi khám. Mỗi một lần bác đi khám bác ngại vô cùng, ngại lắm, lại thì nó đông đúc rồi, lâu lắm. Đêm làm nhức lắm, đi cầu thang phải vịn hai bên, mà phải đi từng bước một nhá, không phải đi nhanh như là mọi người đi bình thường. Đấy, nhiều lúc cũng vấp đấy, người ta có ngồi xổm được đâu. Ta chỉ có ngồi bằng ghế này thì ngồi được, chứ ngồi xổm là chịu. Vâng, thưa quý vị thính giả, ban đầu chỉ là những biểu hiện mơ hồ, nhưng càng về sau, khối lượng khoáng chất của hệ xương khớp mất đi ngày càng nhiều. Những dấu hiệu của bệnh loãng xương sẽ rõ rệt dần lên, đặc biệt là ở những vùng xương chịu lực của cơ thể như là hông, thắt lưng hay khớp gối. Hậu quả khi người bệnh bị chấn thương, dù là nhẹ nhất, thì có thể dẫn đến tình trạng bị gãy xương. Đây là hậu quả cuối cùng của bệnh loãng xương.
Vâng, thưa quý vị, như vậy là vừa rồi thì quý vị thính giả và khách mời đã lắng nghe phóng sự của chương trình rồi. Có lẽ là quý vị cũng đang có rất nhiều băn khoăn về những dấu hiệu của bệnh loãng xương. Vậy thì ngay lúc này là chúng ta sẽ cùng làm rõ từng vấn đề với một số câu hỏi được chúng tôi chọn lọc và sẽ rất là mong muốn được thạc sĩ bác sĩ Vũ Văn Lực giải đáp ngay bây giờ ạ. Thưa bác sĩ, thuật ngữ loãng xương thì có lẽ là chúng ta đã được nghe nhắc tới khá là nhiều. Thế nhưng mà giòn xương hay là xốp xương thì có lẽ vẫn còn là một điều mơ hồ với nhiều người. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích cụ thể hơn thế nào là giòn xương và xốp xương không ạ? Ngoài ra thì đây là những biểu hiện thường gặp trong bệnh loãng xương có đúng không thưa bác sĩ? Dạ vâng, trước tiên chúng ta phải hiểu như thế nào là bệnh loãng xương đã. Loãng xương thì đã được Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa từ rất là lâu và vào năm 1993 thì Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra một cái định nghĩa về loãng xương. Vâng. Thì trong định nghĩa này thì loãng xương là một bệnh lý của xương. Vâng. Và được đặc trưng bởi sự giảm khối lượng xương kèm theo là hư biến cấu trúc của xương và dẫn đến là tăng tính dễ gãy của xương và tức là dễ gãy xương. Như vậy là chúng ta cần cái trong cái định nghĩa này thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loãng xương là được đặc trưng bởi là cái mật độ xương. Tuy nhiên thì cho đến gần đây thì trong nhiều công trình nghiên cứu được nhận thấy rằng là cái mật độ xương nó là quan trọng, tuy nhiên nó chưa phải là quan trọng nhất. Và chính vì cái điều đấy mà gần đây thì Tổ chức Thế giới đã đưa ra một cái định nghĩa mới hơn, nó sát với lại cái bệnh loãng xương hơn. Đó là theo định nghĩa mới này thì loãng xương lại được đặc trưng bởi cái sức mạnh của xương. Và cái sức mạnh của xương thì được đặc trưng bởi khối lượng xương và chất lượng xương. Thì trong đó cái chất lượng xương thì được đặc trưng bởi các cái chu chuyển xương, cấu trúc xương và các cái độ khoáng hóa của xương. Trong đó thì cái quan trọng nhất là cái chu chuyển xương. Như vậy là theo cái định nghĩa mới này thì người ta lại quan tâm nhiều hơn đến cái vấn đề là chu chuyển xương, chứ không phải chỉ có mật độ xương như ngày xưa nữa. Vâng. Và về mặt cấu tạo xương, về mặt khóa học ấy, thì người ta thấy rằng là có khoảng là 30% là các chất vô cơ và 70% là chất hữu cơ. Thế thì mặc dù là có cái độ khoáng hóa rất là cao nhưng mà xương luôn luôn xảy ra quá trình là tạo xương và hủy xương. Vâng. Và hai quá trình này thì luôn luôn diễn ra đồng thời. Trong cái giai đoạn phát triển của cơ thể thì quá trình tạo xương là chiếm ưu thế, vì thế mà cơ thể chúng ta mà phát triển được xương phát triển dài ra. Và khi mà phát triển đến một cái giai đoạn nhất định, người ta gọi đến tuổi trưởng thành, thông thường vào khoảng 25-30 tuổi, vâng, thì xương phát triển đến mức độ tối đa, người ta gọi thời điểm đó, người ta gọi là khối lượng xương đỉnh. Như vậy là với cái bệnh loãng xương, thì chúng ta hiểu rằng là nếu như theo định nghĩa cũ thì là dình dạng là giảm mật độ xương, nhưng theo cái quan niệm mới thì người ta thấy rằng là cái chu chuyển xương mới là quan trọng. Và cái này thì người ta mới đưa ra một số thuật ngữ chúng ta vẫn hay gặp như là xốp xương hay là giòn xương ấy. Thì thực ra xốp xương hay là giòn xương thì đều là một cái biểu hiện của cái loãng xương. Và nó đều là có cái đặc điểm là nó dễ xương dễ bị gãy. Nhưng mà hai cái bản chất thì có vẻ là khác nhau. Chúng ta thấy rằng nếu như cái mật độ xương mà giảm đi đến một cái mức độ nhất định thì người ta gọi là xốp xương. Và nó cũng là loãng xương. Thế còn giòn xương thì khác. Giòn xương thậm chí là mật độ xương cũng bình thường, nhưng mà xương cũng rất là dễ gãy. Cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là mặc dù là cái mật độ xương bình thường, xương vẫn đầy đủ các khoáng chất trong đó canxi, nhưng mà nó không tổng hợp được cái chất collagen và dẫn đến cái tình trạng là xương bị giòn. Và người ta gặp trong cái bệnh cảnh như là cái bệnh xương thủy tinh chẳng hạn, mặc dù là xương rất là cứng nhưng mà nó không có tính đàn hồi và vì thế mà xương cũng rất là dễ gãy. Thì đấy là hai cái biểu hiện xốp xương và giòn xương, cũng đều là một cái biểu hiện của cái tình trạng loãng xương. Vâng. Và thưa bác sĩ, là như bác sĩ có chia sẻ, loãng xương là được đặc trưng bởi sự giảm khối lượng xương và tổn thương vi cấu trúc của mô xương, gây nên hậu quả là xương trở nên giòn, xốp và dẫn tới là gãy xương. Và thường khi mà chúng ta nhắc tới loãng xương thì mọi người thường nghĩ đối tượng của cái căn bệnh này là những người cao tuổi. Điều này liệu có đúng không thưa bác sĩ? Và bác sĩ cũng hãy chia sẻ thêm cho quý vị thính giả được biết rằng là mối liên hệ giữa loãng xương và gãy xương cũng như là tử vong như thế nào ạ? Vâng. Như tôi đã nói thì là trong cái quá trình phát triển của cơ thể ấy, thì cái giai đoạn phát triển ấy, thì là xương tạo xương là lớn hơn hủy xương, tức là tạo xương chiếm ưu thế mà vì thế mà xương phát triển. Nhưng mà khi mà cơ thể chỉ phát triển đến một giai đoạn nhất định thôi, chứ chúng ta không thể phát triển suốt đời được, mà đến giai đoạn khoảng 25-30 tuổi là cơ thể phát triển đến cái khối lượng xương, người ta gọi khối lượng xương đỉnh. Vâng. Sau giai đoạn 25-30 tuổi thì cơ thể bắt đầu bước vào cái thời kỳ, người ta thời kỳ mất xương sinh lý. Vâng. Và hàng năm mà chúng ta mất đi một ít xương.
cái quá trình mất xương này nó cứ, tức là sau giai đoạn 25-30 tuổi thì cơ thể bắt đầu hiện tượng là có cái tình trạng là hủy xương, nó chiếm ưu thế. Vâng. Và vì thế mà quá trình mất xương nó xảy ra hàng năm, hàng ngày, hàng năm. Vâng. Và diễn biến đến một cái giai đoạn nhất định thì sẽ gây ra tình trạng loãng xương. Thông thường đến khoảng diễn biến cái sự mất xương đến khoảng 65-70 tuổi thì sẽ xảy ra tình trạng loãng xương. Và cái loãng xương này người ta gọi loãng xương ở người cao tuổi hay là loãng xương ở người già. Tuy nhiên thì đối với phụ nữ thì nó hơi khác lên một chút. Phụ nữ thì bắt đầu bước vào cái tuổi mãn kinh và tiền mãn kinh. Tiền mãn kinh và mãn kinh ấy, thì nó có sự suy giảm cái nội tiết tố nữ là cái estrogen, và dẫn tới tình trạng là giảm hấp thu canxi và giảm vận chuyển canxi vào xương, và gây ra tình trạng là loãng xương ở bệnh cảnh loãng xương ở phụ nữ sau mãn kinh. Vâng. Ngoài ra thì người phụ nữ thì sau giai đoạn trải qua một cái giai đoạn là mang thai này, rồi sinh con này, rồi nuôi con bú nữa, thì cái giai đoạn này thì lại là tiêu tốn rất là nhiều các vitamin và khoáng chất của cơ thể, trong đó là có cả canxi. Và đấy là lý do giải thích là tại sao là phụ nữ thì thường mắc loãng xương là sớm này, và khi đã mắc thì thường là nặng hơn rất là nhiều so với nam giới. Vâng. Như vậy là cái quá trình loãng xương là quá trình diễn biến tất yếu của cơ thể. Người ta gọi là quá trình chúng ta không thể tránh khỏi được. Vâng. Đến tuổi già thì chúng ta rất là dễ bị bệnh loãng xương. Khi mà bị loãng xương rồi thì cái nguy cơ rất là cao dẫn đến là gãy xương. Và khi mà gãy xương ấy, thì có rất là nhiều cái vị trí gãy xương, có nhiều trường hợp chúng ta chỉ cần va chạm nhẹ gãy, nhưng có những trường hợp chúng ta thậm chí là tự cũng gãy xương, thì đấy là cái biểu hiện mà nặng nhất là của bệnh loãng xương. Và trong các cái loại gãy xương ấy, thì cái gãy cổ xương đùi trong loãng xương là một trong những cái biến chứng nặng nhất. Và gãy cổ xương đùi thì nó là một nguyên nhân mà dẫn đến tình trạng là tàn phế, sống là phụ thuộc, thậm chí là tử vong. Và người ta thấy rằng là những người mà gãy cổ xương đùi do loãng xương ấy, thì có đến 2% những người mà tử vong trong vòng 1 năm đầu tiên. Thế để thấy rằng là cái người cao tuổi này, thì lại tỷ lệ loãng xương tăng cao. Tỷ lệ loãng xương tăng cao thì đồng nghĩa với việc là tỷ lệ gãy xương do loãng xương lại cao lên. Và như tôi đã nói thì khi mà gãy xương, cái biến chứng nặng nhất đó là gãy xương ấy, và đặc biệt nguy hiểm nhất là gãy cổ xương đùi ấy, thì có thể dẫn đến tử vong. Vâng. Và thưa bác sĩ, là những nguyên nhân nào khiến cho bệnh loãng xương ngày càng có xu hướng gia tăng như hiện nay ạ? Và liệu rằng là chúng ta có bằng cách nào đó, bằng thuốc, bằng thực phẩm hay là làm cách nào để có thể là can thiệp làm chậm quá trình loãng xương được không thưa bác sĩ? Vâng, vấn đề này cũng là một cái mà một câu hỏi rất là hay. Tại sao loãng xương lại càng ngày càng gia tăng và chúng ta có biện pháp gì dự phòng hay không? Thì tôi xin nói rằng là hiện tại chúng ta chưa có một cái thống kê nào một cách quy mô lớn để có được cái tỷ lệ, để xem được cái tỷ lệ loãng xương ở của nhân dân Việt Nam mình là bao nhiêu. Được. Tuy nhiên thì theo một số các cái nghiên cứu thì tỷ lệ loãng xương đối với người trên 50 tuổi ở Việt Nam ấy, đối với nam giới là khoảng 20-25%. Vâng. Và đối với nữ giới trên 50 tuổi là tỷ lệ loãng xương là khoảng 30-40%. Và ước tính thì con số loãng xương ở thời điểm hiện tại thì có khoảng 3,2 triệu người là bị loãng xương. Trong đó nữ giới là khoảng 2,4 triệu người. Vâng. Và dự tính đến năm 2030 ấy, thì cái nước ta có khoảng 4,5 triệu người bị loãng xương. Trong đó chiếm đến 70% là phụ nữ. Thế thì loãng xương đang tăng ở mức báo động. Cái này thì không chỉ ở Việt Nam mà ở trên thế giới nữa. Vâng. Và có thể coi một căn bệnh của thế kỷ 21. Bởi vì cái sự phổ biến cũng như là cái sự những cái hậu quả do loãng xương để lại. Có rất nhiều nguyên nhân mà làm cho cái bệnh loãng xương có xu hướng ngày càng tăng và ngày càng trẻ hóa. Tôi có thể nêu ra một số cái nguyên nhân có thể làm cho bệnh loãng xương ngày càng tăng, như là thứ nhất là tuổi tác. Cái này thì rất là rõ, bởi vì là tuổi càng cao thì loãng xương càng nhiều. Bởi vì bệnh loãng xương liên quan mật thiết với lại tuổi tác. Việt Nam mình thì được đánh giá là một trong những nước mà có sự già hóa dân số đang tăng rất là nhanh. Chúng ta biết rằng là nếu mà vào những thập kỷ 60 của thế kỷ 20 ấy, thì tuổi thọ trung bình của nhân dân Việt Nam mình chỉ khoảng 40 tuổi thôi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì tuổi thọ trung bình của nhân dân Việt Nam mình đã thể lên đến 73 tuổi rồi. Tức là tăng rất là nhanh. Và chính cái sự già hóa dân số nhanh như vậy nó cũng là một cái gánh nặng
cho vấn đề về chăm sóc y tế cộng đồng, và trong đó có cái bệnh loãng xương. Thế thì cái tuổi càng cao thì nguy cơ loãng xương càng lớn, thì đây là một trong lý do làm cho bệnh loãng xương ngày càng tăng. Cái nguyên nhân thứ hai đó là cái tình trạng cung cấp canxi trong khẩu phần ăn hàng ngày. Cái này thì theo một cái thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia ấy, thì người Việt thì hiện mới chỉ cung cấp được khoảng 50% nhu cầu canxi hàng ngày trong cái khẩu phần ăn, một con số khá là thấp. Ngoài ra ấy, thì do còn cái thói quen ăn uống của chúng ta thì cũng không được tốt, chẳng hạn là chúng ta rất là uống nhiều rượu bia này, rồi hút thuốc lá này, uống nước ngọt có ga vân vân, thì những cái thói quen không tốt như vậy nó cũng làm cản trở hấp thu canxi, và đây cũng là lý do làm cho cái bệnh loãng xương ngày càng tăng và có thể là ngày càng trẻ hóa. Một cái lý do nữa đó là thiếu vitamin D. Chúng ta biết rằng là ánh nắng mặt trời ấy, thì nó có cái tia cực tím. Thì cái tia cực tím này thì đúng là nó có hại cho da, làn da của cơ thể, nhưng nó cũng có cái tác dụng tốt là nó giúp cho cơ thể tổng hợp cái vitamin D. Nhưng chúng ta thì có cái thói quen sinh hoạt nó cũng không hẳn là phù hợp. Chẳng hạn như trẻ em mới sinh thì nằm trong phòng kín và che kín, phòng rất là tối này, không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, thì cái điều này nó cũng làm cản trở tổng hợp vitamin D của trẻ. Thế nên người trưởng thành thì sao? Chúng ta để ý rằng là chúng ta ra đường ấy, thì các chị em ấy thì sợ đen, cho nên là che, mặc quần áo che kín từ mặt trở xuống tận chân. Vâng. Thế thì đây cũng là một cái điều tốt, bởi vì chúng ta làm hạn chế tác hại của tia cực tím, nhưng nó là làm ảnh hưởng đến cái việc tổng hợp vitamin D. Chúng ta không khuyến khích là cái việc chúng ta phơi nắng ở giữa cái buổi trưa nắng là 38-40 độ. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể phơi nắng vào thời điểm buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều muộn để giúp cơ thể chúng ta tổng hợp được cái lượng vitamin D nhất định. Thế thì đây là một thói quen sinh hoạt cũng làm giảm cái mức tổng hợp vitamin D của cơ thể. Thế rồi một lý do nữa đó là ít hoạt động thể lực. Nếu các anh chị, các quý vị thính giả có để ý thì thấy rằng là cái hoạt động thể thao hiện nay thì chủ yếu là gặp ở người trung niên và cao tuổi. Thế còn thanh niên hoặc cả trẻ em thì chú tâm vào học tập rồi thì lao động, làm việc, rất ít quan tâm đến vấn đề hoạt động thể lực. Hơn nữa ở trong các cái trường phổ thông ấy, thì cái vấn đề về quan tâm đến giáo dục thể chất cũng chưa được cao, mà cái giáo dục thể chất cũng chỉ là một cái môn phụ thôi. Vâng. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta trẻ em chúng ta hiện nay, con em chúng ta hiện nay chủ yếu là học văn hóa thôi, chứ còn ít quan tâm đến hoạt động thể chất. Điều này thì nó ngược lại một số nước thì người ta lại quan tâm đến cái hoạt động thể chất, và người ta coi hoạt động thể chất là một cái môn chính cả. Anh mà không qua cái môn hoạt động thể chất thì anh không được lên lớp cơ. Nhưng còn ở Việt Nam mình thì cái môn hoạt động thể chất chỉ lấy là đạt thôi, thì đấy là một cái, cũng là một cái thói quen mà có lẽ là chúng ta cũng cần phải thay đổi. Thế rồi một cái thói quen nữa mà cũng rất dễ dẫn đến là tình trạng là nguy cơ bị loãng xương, đó là lạm dụng thuốc. Chúng ta rất dễ mua các cái thuốc ở hiệu thuốc về uống sử dụng một cách rất là bừa bãi. Và một trong những thuốc gây nên tình trạng loãng xương đó là cái thuốc corticoid. Thế rồi thì một cái nguyên nhân nữa cũng phải nói ra, đó là cái tình trạng dinh dưỡng khi còn trẻ nó ảnh hưởng đến khối lượng xương đỉnh khi mà đến tuổi trưởng thành. Và ta thấy rằng là cái khối lượng xương đỉnh ở tuổi trưởng thành nó có vai trò rất là quan trọng, ảnh hưởng đến cái bệnh loãng xương sau này. Và chỉ cần tăng được 10% khối lượng xương đỉnh ở tuổi trưởng thành thôi, chúng ta có thể hạn chế được khoảng 50% cái nguy cơ gãy xương do loãng xương trong suốt cuộc đời. Thế đấy là một số cái nguyên nhân có thể làm cho cái loãng xương ngày càng tăng và ngày càng trẻ hóa như hiện nay. Vâng. Thưa bác sĩ, mặc dù là biết loãng xương đây là một căn bệnh nó diễn ra từ từ và âm thầm cũng rất là khó phát hiện kịp thời, nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng phải cảm nhận được đôi chút dấu hiệu của cơ thể cho thấy rằng là xương không được chắc khỏe, đúng không ạ? Và dấu hiệu nào cơ bản giúp chúng ta có thể nhận ra là mình bị loãng xương, thưa bác sĩ? Và loãng xương ở người cao tuổi cũng như là ở phụ nữ mãn kinh có gì giống nhau và khác nhau ạ? Nếu nói đến triệu chứng của loãng xương ấy, thì nó là một căn bệnh mà khá là âm thầm. Vâng. Nó rất là âm thầm và hầu như là không có biểu hiện gì cả. Vâng. Tuy nhiên khi mà cái mật độ xương nó giảm đến mức độ nhất định, thường là giảm trên 30% ấy, thì bắt đầu có cái biểu hiện của cái tình trạng là loãng xương. Và cái biểu hiện mà hay gặp nhất đó là tình trạng đau nhức dọc theo các cái xương dài, như là xương đùi, rồi xương cẳng chân, rồi đau lưng, đau vai gáy, vân vân.
hay như là đau dọc theo đường đi ở dưới thần kinh thì đây cũng là cái biểu hiện của cái loãng xương. Thế rồi biểu hiện mà dễ thấy nhất và cũng là giai đoạn nặng đó là cái tình trạng mà gù lưng, rồi còng lưng, rồi lún xẹp đốt sống. Đây là cũng để lại rất nhiều những cái hậu quả nặng nề, nó có thể làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày. Thế rồi nặng nhất của gãy xương, nặng nhất của loãng xương là gãy xương như tôi đã nói. Và cái biểu hiện nhiều trường hợp thì cái biểu hiện đầu tiên của loãng xương thì lại là gãy xương. Đấy. Tuy nhiên thì các cái triệu chứng của loãng xương ấy, thì nó không điển hình và nó có thể gặp ở nhiều các cái bệnh lý khác nhau. Và cho đến nay thì mặc dù là cái mật độ xương ấy, để đánh giá loãng xương thì người ta vẫn căn cứ chính vào cái mật độ xương, mặc dù nó chưa hẳn là chính xác. Nhưng các cái tiêu chuẩn chẩn đoán, các cái tiêu chuẩn chẩn đoán loãng xương cho đến thời điểm này thì mới dừng lại ở đo mật độ xương thôi. Vâng. Cho nên biện pháp duy nhất để chẩn đoán loãng xương là chúng ta phải đi đo mật độ xương. Vâng. Và biện pháp mà đo mật độ xương độ chính xác cao nhất đó là sử dụng cái phương pháp đo mật độ xương bằng TX năng lượng kép và đo hai vị trí là cột sống thắt lưng và cột xương đùi. Vâng. Cái phương pháp mà đo bằng cái máy siêu âm thì cũng được sử dụng nhưng mà chỉ có tính chất là tham khảo và có thể đo ở trong cộng đồng nhưng mà nó độ chính xác của nó không cao. Thế thì đấy là cái triệu chứng của loãng xương. Và đối với loãng xương người phụ nữ mãn kinh và loãng xương người già thì cơ bản các triệu chứng của nó không có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên có cái điểm khác nhau cơ bản đó là cái loãng xương ở phụ nữ mãn kinh thì gặp ở phụ nữ sau mãn kinh, tức là cái tuổi mãn kinh là khoảng từ 50, 55 rồi sau 55 tuổi. Nhưng còn loãng xương người già thì gặp ở người cao tuổi thường sau 70 tuổi. Còn cái cơ bản các triệu chứng thì nó cũng không có gì là khác nhau cả. Đấy là một số cái thông tin về để chẩn đoán cái bệnh loãng xương. Vâng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã được nghe bác sĩ chia sẻ rất là kỹ càng những kiến thức về bệnh loãng xương, về giòn xương, xốp xương. Ngay lúc này đây thì chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu kết nối đầu tiên đến từ một vị thính giả rồi. Alo, Tuổi Vàng xin chào quý vị. Xin chào thính giả. Alo. Vâng. Xin chào MC và vẫn chào bác sĩ. Vâng, xin chào chị ạ. Tôi hỏi về bệnh loãng xương ạ. Vâng, xin mời chị. Bây giờ là tôi 49 tuổi mà tôi ngồi may á, bây giờ đau lưng, đau ở thắt lưng ấy. Thì ngồi xuống đứng lên ấy, thì là nó cứ đau cứng cơ mà phải đi được một đoạn dài thì nó mới bình thường. Còn nếu mà ngồi lâu thì đau lưng lắm. Thì qua vừa rồi độ 6 tuần vừa rồi, cách đây được khoảng 2 tháng ấy, thì tôi có đi uống và đi khám bác sĩ. Thì người ta bán cho canxi với các thứ cả bấm huyệt ấy. Thì uống 6 tuần liền, nhưng mà xong thuốc rồi độ cách được 2 tháng này lại vẫn đau bình thường. Thì tôi có hỏi bác sĩ thì là bác sĩ tư vấn cho xem là uống về cái canxi và thuốc đau lưng như thế, loãng xương như thế thì tức là dài ngày như thế thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe và uống thuốc gì để cho nó khỏi cái bệnh đau xương này không? Đau lưng này ạ. Vâng. Đó là những chia sẻ đến từ vị thính giả nữ đầu tiên và ngay bây giờ xin mời thạc sĩ bác sĩ Vũ Văn Lực cùng có đôi lời chia sẻ với chị ấy ạ. Vâng, xin chào chị. Vâng, thứ nhất ở cái tôi xin trình bày thế này, đối với cái tuổi của chị ý, là cái tuổi 49 thì cái nguy cơ mà bị loãng xương cũng khá là cao. Nhất cái tuổi này thì bước vào cái tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh rồi thì nó có sự suy giảm với nội tiết tố và vì vậy mà nó giảm hấp thu canxi vào xương dẫn đến tình trạng là loãng xương. Nhưng cái biểu hiện của chị ý, thì nhiều khả năng là chị có biểu hiện đau lưng do thoái hóa và nó cũng có thể là nó bị kết hợp cả bị loãng xương nữa. Thế thì chị đã được đi khám và bác sĩ đã cho chị uống thuốc canxi. Thì tôi cũng xin tư vấn cho chị như thế này. Trong cái đối với điều trị sử dụng cái thuốc canxi thì trước tiên ấy, thì chị phải sử dụng các loại canxi mà nó có hấp thu tốt, từ canxi nano cơ, thì mình mới dùng kéo dài. Còn nói chung những cái canxi thông thường ấy, thì chị chỉ dùng trong vòng độ 1 đến 2 tháng thôi. Chứ nếu mà dùng mà lạm dụng nhiều quá không cẩn thận là nó gây ra một số biến chứng. Thế thì chị, tôi không rõ là chị dùng cái canxi gì. Nhưng mà chị đấy, lưu ý là mình dùng canxi thì mình chỉ dùng trong một thời gian nhất định thôi. Và sau đó dừng lại đi khám và để bác sĩ sẽ chỉ định lại. Có thể là thay đổi liều hoặc là sử dụng cái loại canxi mà nó có hàm lượng thấp hơn, mình có thể sử dụng kéo dài.
Một cái điểm nữa tôi cũng muốn tư vấn với chị, đó là cái đau lưng thì thực ra nó liên quan rất là nhiều đến công việc và do thoái hóa. Và nếu như chị đang giai đoạn đau cấp ấy, thì chị phải sử dụng cái loại thuốc mà có tác dụng giảm đau. Đơn giản như là chị có thể sử dụng các loại thuốc gel giảm đau bôi tại chỗ. Nếu nặng hơn ấy, thì phải dùng thuốc giảm đau đường uống. Tuy nhiên cái thuốc giảm đau đường uống nó có một số tác dụng phụ như là nó có thể gây ra viêm loét dạ dày. Thì cho nên là chị sử dụng phải hết sức cẩn thận và phải theo chỉ định của bác sĩ. Thế rồi, vâng, thế rồi song song với lại cái việc dùng thuốc ấy, thì chị có thể sử dụng các biện pháp đơn giản như là tăng cường cái vận động thể dục thể thao lên. Vì chị đi công việc của chị là công việc may, chị cũng có đặc điểm là nó ngồi nhiều thì nó cũng gây ra tình trạng co cơ. Và chính cái động thái, cái động tác ngồi nhiều này nó cũng là một tác nhân gây đau lưng. Và chị nên là vận động thể dục thể thao nhiều, chẳng hạn như đơn giản như mình có đi bộ này, chạy bộ này. Ngoài thời gian làm việc thì mình đi bộ, chạy bộ này. Hay là mình, một cái biện pháp nữa mà tôi đã hướng dẫn cho rất là nhiều người trong khám chữa bệnh ấy, đó là chúng ta chườm nóng ở lưng. Mình có thể là trong cái lúc mà chị có dùng khăn ấm hoặc là cho thật nóng mà chị chườm vào lưng, nhìn chườm vào lưng, hay trong cái lúc mà tắm thì mình có thể là xịt cái nước nóng nó cao cao một chút nó vào lưng, nó gây tác dụng giãn cơ, nó cũng có tác dụng là giảm đau. Thế rồi bên cạnh đó thì chị có thể sử dụng các cái sản phẩm là giúp giảm đau, nhưng có dưới dạng là thực phẩm chức năng như là sản phẩm Vững Cốt hay là sản phẩm Vindecmen. Những sản phẩm này thì nó an toàn ở chỗ chị hoàn toàn chị có sử dụng kéo dài. Vì thứ nhất là thành phần của nó được bào chế phần lớn từ thảo dược, và cái canxi có hàm lượng thấp. Cho nên là canxi nó có dạng nano, mặc dù hàm lượng thấp nhưng mà cái khả năng hấp thu rất là cao, mà nó không gây tác dụng phụ gì cả nhá. Đấy là một số lời khuyên. Vâng, hỏi bác sĩ một câu đó thôi. Vâng, vâng. Ví dụ như là 10 giờ tối là cháu đi tập thể dục một tiếng đồng hồ có hợp lý không, hay là đi tầm buổi sáng hả bác? À, tập thể dục ý, thì chị tập vào lúc nào? Vâng, tập lúc nào cũng được. Vâng, thời điểm nào chị tập cũng được. Nhưng mà tốt nhất là chị tập một ngày phải ít nhất là một tiếng, và ít nhất là phải 5 ngày một tuần cơ. Chứ không phải là chị tập hôm nay rồi ngày mai chị lại nghỉ. Có nghĩa là đi đều ngày, tối nào là cháu cũng phải đi cùng một tiếng đồng hồ mới về. Vâng, thế là tốt. Chứ tối cũng được, không nhất thiết cứ phải tối hay sáng, mà chị có thể tập lúc nào cũng được nhé. Vâng, thế cảm ơn chương trình nhá. Vâng, em chào chị. Vâng. Như vậy là chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ tư vấn rất kỹ từ bác sĩ Vũ Văn Lực dành cho vị thính giả nữ đầu tiên. Hy vọng rằng là trong thời gian tới thì chị ấy sẽ có được những biện pháp cũng như là có những một cách thức nào đó để có thể cải thiện sức khỏe của mình. Còn ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi chào đón vị thính giả thứ hai cũng đã đang chờ máy rồi ạ. Alo, tuổi vàng xin chào thính giả. Alo. Alo. Vâng, xin chào chị ạ. Chị hãy giới thiệu đôi nét về mình đi ạ. Tôi ở Đắk Lắk, tôi năm nay 54 tuổi. Vâng. Và tôi bị thoát vị đĩa đệm, bị trượt cột sống L45 độ 2. Vâng. Bị đồi đĩa đệm nữa. Tôi để chị đông y cũng 5 năm rồi mà không bảo tồn được. Tôi bác sĩ cho chị định mổ, tôi mổ được 4 tháng rồi mà sao vẫn còn đau. Vâng. Rát bẩn sau lưng á, đau mà rát. Chân tay vẫn mỏi, mà đi thì cũng vẫn bình thường, mà giờ bác sĩ cho tôi lời khuyên là có nên đi bộ một ngày buổi sáng, là đi bộ được bao nhiêu phút. Vâng. Và ngay lúc này thì xin mời chị hãy cùng lắng nghe thạc sĩ bác sĩ Vũ Văn Lực có đôi lời chia sẻ. Xin mời bác sĩ ạ. Xin chào chị. Trước tiên thì tôi xin nói về cái bệnh thoát vị đĩa đệm. Thoát đĩa đệm tức là cái đĩa đệm ở cột sống thắt lưng ấy, thì giữa đốt sống nó có một cái đĩa đệm để có tác dụng là làm giảm cái ma sát khi mà chúng ta vận động. Thế thì đến do một cái tác nhân nào đó, chẳng hạn chúng ta vận động mạnh quá này, hay là do chúng ta làm việc cái tư thế nó không được thoải mái, thì từ ngày này sang ngày khác và những cái chấn thương nhỏ thì nó kết hợp lại, tổng hợp lại, thì đến một lúc nào đó sẽ gây ra tình trạng là thoát vị đĩa đệm. Cái đĩa đệm này nó thoát ra khỏi, nó chạch ra khỏi cái vị trí ban đầu, và nó chèn ép vào cái dây thần kinh và gây ra cái bệnh cảnh gọi là đau do thoát vị đĩa đệm. Thế thì tôi cũng xin nói với chị rằng là cái thoát vị đĩa đệm này thì cho đến nay thì không có cái thuốc nào mà điều trị cái thoát vị nó từ cái vị trí thoát vị về vị trí ban đầu được. Và chúng ta điều trị chỉ là cái điều trị triệu chứng thôi, tức là điều trị cái hậu quả do thoát vị nó gây ra. Chẳng hạn người ta đau, ta dùng thuốc giảm đau. Tê, ta dùng thuốc giảm tê.
và dùng các biện pháp luyện tập phục hồi chức năng để làm sao cho chúng ta hy vọng rằng là cái tình trạng thoát vị nó không nặng hơn và nó không chèn ép vào cái dây thần kinh, nó gây ra đau nhức rồi gây ra tình trạng là không đi lại được, một số người không đi lại được. Thì trong trường hợp mà điều trị thất bại thì chúng ta phải phẫu thuật, như trường của chị đã phẫu thuật rồi. Thế thì thế này, tôi xin nói thêm rằng là cái phẫu thuật thoát vị đĩa đệm là cái bước cuối cùng trong cái điều trị thoát vị. Nhưng mà chúng ta không thể, nhiều trường hợp chúng ta không thể là điều trị khỏi được 100%, và nó cũng gây ra tình trạng là đau nhức. Và một trong những cái gây đau nhức trong cái phẫu thuật thoát vị đĩa đệm ấy, đó là mặc dù chúng ta đã giải phóng được khối thoát vị rồi, nhưng mà cái hậu quả của thoát vị nó để lại nó cũng vẫn gây ra đau nhức. Và cái thứ hai nữa là trong cái quá trình phẫu thuật cũng động chạm đến các cái tổ chức xung quanh, chẳng hạn như cơ rồi dây thần kinh xung quanh, thì nó cũng là cái tác nhân gây ra đau nhức do cái thoát vị đĩa đệm nó để lại. Thì trường hợp của chị cho đến nay thì vẫn còn đau, thì tôi nghĩ rằng là cái này cũng là một cái biến chứng mà cũng rất hay gặp ở người mà bị thoát vị. Thế cho đến nay thì mình chỉ cần cố gắng là mình điều trị cái giảm đau thôi, chẳng hạn như là chị dùng các biện pháp mình kéo giãn đốt sống. Nếu có điều kiện thì chị đến các cái trung tâm phục hồi chức năng ấy để luyện tập và kéo giãn đốt sống để làm cho cái tình trạng thoát vị nó không bị nặng hơn, cái khối thoát vị nó không chèn ép nhiều hơn vào các dây thần kinh nữa, và nó có tác dụng là giảm đau. Thế thì ngoài ra mình dùng các biện pháp đơn giản hơn như là vận động nhẹ nhàng. Ở đây đối với vận động trong thoát vị có một cái lưu ý là mình vận động nhưng làm sao không đè nặng lên cái đốt sống mà mình bị thoát vị. Tức là mình cố gắng là mình không nên bê vác nặng này, hay là chạy nhảy mạnh, chạy này mình không nên, bởi vì chạy không cẩn thận nó sẽ làm cho cái tình trạng thoát vị nó nặng hơn. Cho nên chị chỉ nên đi bộ thôi nhé, đi bộ nhẹ nhàng thôi. Vâng. Dạ bác cho tôi hỏi một cái. Vâng. Chiều tôi đã thay đệm rồi, tôi bắt bít rồi. Vâng. Trừ cái trường hợp tôi đi đông về, bắt bít liệu tôi kéo té cuộc sống được không? À cũng được chị ạ. Mình có thể luyện tập cái biện pháp mà khi mà chị đến cái trung tâm phục hồi chức năng thì bác sĩ sẽ kiểm tra cái mức độ của chị rồi bắt vít như thế nào, và bác sĩ hoàn toàn có thể có liệu trình kéo giãn nó phù hợp chị ạ. Mình hoàn toàn có thể làm được. Tôi đi đứng vẫn bình thường nhưng mà cái chân tay hơi mỏi. Vâng. Tôi mổ mới được 4 tháng. Vâng. Hay là cái vừa rồi 3 tháng tôi có đi kiểm tra lại thì bác sĩ nói không sao, nhưng mà vâng. Cái cơn đau của tôi mà sao không dai dẳng không hết. Vâng, đấy như tôi vừa trình bày với chị, tức là nó hậu quả do phẫu thuật nó cũng gây ra, nó cũng động chạm đến một số những cái tổn thương, những cái tổ chức xung quanh, cho nên là ít nhiều nó gây đau. Thế bây giờ mình có thể thực hiện các biện pháp đơn giản như là mình, như tôi đã nói, tức là mình có thể là chườm nóng này. Được, mình có thể chườm nóng này, đấy, hay là vâng, thì hoặc là dùng một số thuốc giảm đau nhé. Mình dùng thuốc giảm đau, mà nếu như mà nó đau nhiều mình có thể dùng cái loại bôi giảm đau tại chỗ. Thế thôi, và dần dần thì kết hợp với luyện tập thì dần dần cái triệu chứng đau của nó sẽ giảm đi thôi nhá chị nhé. Thông thường thì mình phẫu thuật cuộc sống là thông thường là tự phục hồi thời gian bao lâu bác? Cái này thì cũng không thể nói trước được, tức là nó phụ thuộc vào mức độ này, phụ thuộc vào cái cơ địa của từng người này. Có người thì nhanh, có người thì chậm, có người thì phẫu thuật sau nó khỏi, nhưng có người thì nó không khỏi. Cái này mình không thể nói trước được, mà bản thân tôi không kiểm tra, không khám trực tiếp thì cũng rất là khó để nói được của chị là bao lâu nhé. Đôi tôi uống thuốc tây nhiều cũng không tốt, thì tôi nên chữa về đông y bắc. Vâng, chữa đông y trong trường hợp này thì chị có thể là bấm huyệt châm cứu, hoặc là chị sử dụng các loại thuốc mà có nguồn gốc từ thực phẩm chức năng chẳng hạn nhá. Vâng, chị có thể mua cho tôi hỏi bác sĩ thêm một câu nữa là chị tôi dùng cái mà cái glucosamine vâng cái glucosamine ấy ạ. Vâng, cái thuốc này thì cái thuốc này thì nó là thuốc chống thoái hóa khớp tác dụng chậm, và chị dùng thì chị phải dùng kéo dài kia nhé. Thế thì ngoài ra chị có thể là tìm mua cái sản phẩm Vindacman Plus ấy, sản phẩm đấy nó có thành phần giúp vitamin nhóm B này, rồi có cả cái dinh cobiduba giúp tăng tuần hoàn, và nó cũng tác dụng tốt trong trường hợp mà chị bị đau, nó cũng tác dụng giảm đau tốt. Còn ví dụ bây giờ mà mình cứ giữ cái mức độ mình điều hòa, mình không làm nặng, mình chỉ ở không như vậy thì cái cơ hắn không giảm nhưng mà hắn giữ cái mức độ đau đó.
Vâng. Nhưng mà không thuyên giảm thì vẫn giữ mức độ đó. Vâng. Mà không có tới nguy hiểm đất rồi. Vâng, đúng vậy ạ. Của chị đã mổ phẫu thuật rồi, đã được bắt vít rồi, thì cái khả năng bị nặng hơn thì nếu như mình giữ gìn tốt đấy thì cái bệnh nó sẽ không nặng hơn. Vâng. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Vâng, vâng. Vâng, hy vọng là với những lời tư vấn và chia sẻ từ bác sĩ Vũ Văn Lực thì cũng đã giúp cho vị thính giả của chúng ta có thể có những suy nghĩ tốt hơn, tích cực hơn và để có thể trong thời gian tới điều trị căn bệnh của mình một cách hiệu quả hơn. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục chào đón đến chương trình một vị thính giả thứ ba đang chờ máy rồi ạ. Alo, xin chào thính giả. Alo. Vâng, xin chào vị thính giả. Trước hết thì vâng, vị thính giả hãy giới thiệu đôi nét về mình đi ạ. Vâng ạ, tôi xin chào bác sĩ, chào chương trình ạ. Vâng. Tôi thì tôi bị cái bệnh đĩa đệm từ năm 1988 thì đến năm 1999 thì là tôi mổ ở bệnh viện Hà Đông. Thì bác sĩ Liên mổ cho tôi. Thế nhưng mà đến bây giờ thì là tôi lại bị tái phát, mà trong đó thì tôi bị tái phát thì nó lại viêm cả đa khớp nữa. Thì cách đây vào khoảng độ hơn một tháng thì tôi lại sang bệnh viện Hà Đông, thì tôi có chụp cộng hưởng từ. Thì bác sĩ có cho tôi biết là tôi bị tái phát cái bệnh mổ về đĩa đệm. Thế mà bây giờ coi như là bác sĩ cho tôi uống 20 ngày thuốc. Thì tôi uống được 7 ngày thì tôi thấy đỡ. Thế xong thì tôi uống tiếp đến 15 ngày. Thì là lại bắt đầu nó đau như cũ. Đấy, thế đến bây giờ tôi đau nghĩa là tôi không đi đâu được đến đâu nữa. Có nghĩa là đi vệ sinh quá là khó khăn, không thể nào mà đi được nổi nữa. Thì bây giờ thì mà tôi đi khám nhiều chỗ lắm mất rồi. Coi như là cả bệnh viện huyện, cả bệnh viện Đức Giang, rồi cả đa khoa Gia Lâm, cuối cùng tôi lại phải về bệnh viện 103. Thế thì bây giờ tôi nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi xem bây giờ tôi làm cái cách nào, liệu tôi có mổ lại được không? Vâng ạ, và xin mời bác sĩ Lực sẽ có đôi lời chia sẻ với vị thính giả. Vâng, xin chào bác. Thứ nhất là xin hỏi là bác năm nay bao tuổi rồi ạ? Năm nay là tôi 75 tuổi ạ. Vâng, bác năm nay 75 tuổi mà đã mổ từ năm 99. Thế vâng. Thì cũng xin nói bác rằng là cái thoát vị đĩa đệm ấy, thì cái khả năng mà nếu như khi kể cả sau mổ rồi thì nếu mình không giữ gìn tốt, không vận động phù hợp ý, thì cái nguy cơ bị tái phát cũng rất là cao. Thế thì trường của bác hiện tại bác đã bị tái phát rồi, thì cái này thì tôi cũng xin, tôi cũng có nói trong chương trình rồi ý, thì không có thuốc nào mà điều trị được cái thoát vị nó về vị trí ban đầu cả. Vâng. Và các biện pháp điều trị là mình chỉ điều trị cái triệu chứng thôi. Biện pháp nếu như điều trị triệu chứng mà chúng ta không đạt yêu cầu, không có hiệu quả ấy, mà gây cái thoát vị nó gây ra ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, thì cái bước cuối cùng thì chỉ là phẫu thuật thôi. Thế thì đấy là cái đối với cái điều trị cái thoát vị đĩa đệm. Thế thì cái trẻ của bác hiện nay bác đã 75 tuổi rồi, thì cái vấn đề phẫu thuật cũng đặt ra một vấn đề rất là khó, bởi vì là bác lúc này nó không chỉ đơn thuần là chỉ phẫu thuật cái thoát vị đĩa đệm không, mà nó còn bệnh cảnh của cái tuổi này nó còn liên quan rất nhiều cái bệnh cảnh khác nữa. Cho nên là cũng chẳng hạn như những người mà bị loãng xương nặng chẳng hạn thì là không thể là phẫu thuật được rồi. Đấy, trường hợp của bác này cũng khởi gì tôi không khám nhưng không rõ. Thế thì đối với trường hợp này thì bác chỉ theo tôi thì bác chỉ cần điều trị cái triệu chứng thôi. Và cũng nên nhớ cũng bác nên nhớ rằng là điều trị cái này nó rất là dai dẳng, chứ không phải là một sớm một chiều mà nó khỏi ngay được. Và mình cũng không nên lạm dụng nhiều thuốc, bởi vì nếu dùng thuốc nó chỉ là điều trị, vì bản thân chỉ điều trị triệu chứng thôi, nhưng nếu như mình mà dùng thuốc nhiều quá không cẩn thận là nó gây ra biến chứng, tác dụng phụ của thuốc gây ra thì nó cũng rất là rách việc. Thế thì bác ngoài dùng thuốc ra thì mình phải dùng các biện pháp hỗ trợ nữa. Thì đối nếu như mình mà đau quá thì bác có thể là sử dụng các cái thuốc mà giảm đau tại chỗ thôi, chẳng hạn như dùng cái miếng dán Salonsip này, hay là cái Salonpas gel ấy, bác về bác bôi thôi. Thế rồi kết hợp với lại chườm nóng vào thì nó giãn cơ cũng tác dụng tốt. Thế rồi nếu mà tốt thì bác có thể đến các cái trung tâm phục hồi chức năng ấy, thì đến đấy có cái chiếu tia, chiếu đèn rồi kéo giãn đốt sống thì nó cũng có tác dụng trong cái trường hợp thoát vị đĩa đệm. Trường hợp mà bác dùng các biện pháp này rồi thì có thể là dùng thêm các cái thuốc hoặc là thực phẩm chức năng mà có tác dụng hỗ trợ nữa. Như là bác có thể dùng các cái thuốc mà có cái sản phẩm chức năng mà có các cái vitamin nhóm B, hay là dùng sản phẩm mà tôi nói chương trình đó là ngay Vững Cốt đấy, rồi Vindecman nhé, thì bác có thể dùng thêm cái sản phẩm đấy thì dùng để nó hỗ trợ trong cái điều trị giảm đau cũng như là hỗ trợ ở tình trạng thoát vị đĩa đệm. Khi mà mình kết hợp với cả các luyện tập, cả dùng thuốc giảm đau tại chỗ rồi cả chườm nóng vân vân mà nó vẫn không được, vẫn ảnh hưởng đến sinh hoạt, bác không đi lại được hoặc khó khăn trong sinh hoạt, thì cái bước cuối cùng thì mình chỉ cần cách là phẫu thuật thôi bác ạ. Thì đấy là
cái bệnh cảnh của thoát vị đĩa đệm. Vâng. Thế thế bây giờ thì tôi muốn nói với bác sĩ này này. Dạ. Bây giờ hiện tại bây giờ là cái tái phát cái đĩa đệm bị tái phát là một này, và tôi viêm đa khớp là hai này, và vâng, tôi bị bệnh tiền đình là ba này. Vâng. Và từ khi tôi mổ cắt mật là năm 2008 thì tôi cắt mật. Cái cắt mật thì bây giờ nó lại ảnh hưởng tiêu hóa. Vâng. Có nghĩa là tôi cứ ăn cái gì là tôi cũng lại bị cái tiêu hóa nó bị độc. Vâng. Đấy, thế rồi không có những thế, có nghĩa là nếu mà nói đến bệnh lại bị nhiễm mỡ nữa. Thế bây giờ thì tôi biết làm thế nào của bạn? Vâng, cái này là bệnh cảnh của người cao tuổi bác ạ. Cái này người ta gọi là bệnh bệnh cảnh lão, người ta gọi là bệnh lão khoa, là bệnh cảnh của người cao tuổi. Thì tức là đến cái tuổi này rồi thì tập trung rất nhiều các bệnh. Thì mình không có cách nào khác cả, mình cứ có bệnh nào thì mình phải điều trị bệnh đấy thôi bác ạ. Thế thì nếu mà có bác, khi mà những cái biện pháp mà tôi hướng dẫn như vậy thì bên cạnh những mình có thể áp dụng được tại nhà, tập được tại nhà thì mình làm được đến đâu thì làm, còn nếu không mình cũng phải đến bệnh viện. Thế đến tuổi của bác ấy thì bác có đến các bệnh viện lão khoa trung ương, ở đến đấy thì các bác sĩ có đầy đủ các chuyên khoa và có cả các cái phòng phục hồi chức năng nữa, thì bác có thể là vừa khám vừa kết hợp với điều luyện tập luôn thì may ra thì mới có hiệu quả được, chứ còn đối với cái bệnh của bác thì không thể ngồi nhà mà mong nó khỏi được đâu bác ạ. Thì đấy là cái tôi khuyên bác. Thế nhưng mà tôi tức là 7 tháng là 5 lần là tôi đi viện. Vâng. Thì tôi đi viện là đưa bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, thì là đi theo để theo đúng tuyến đấy. Vâng. Thì tôi có xin bác sĩ chuyển viện cho tôi nhưng mà bác sĩ không cho tôi đi. Vâng. Không thì bác có thể đến nếu bệnh viện Đa khoa Gia Lâm mà không đang điều trị mà cảm thấy không thỏa mãn thì bác có thể đến bệnh viện lão khoa. Nhá, thì ở đấy các bác sĩ nó có đầy đủ thiết bị hơn thì mình có thể. Thế 3 lần mà tôi nằm ở bệnh viện Đa khoa Gia Lâm thì châm cứu này, rung điện này, trường điện này và siêu âm điện bằng cái lọ thuốc gì mà nó tôi cũng chả biết tên nó là cái gì đấy, thì coi như là mỗi một ngày là làm là 4 thứ, thế nhưng mà mình chả ăn thua, chả nhớ một nào. Thì như tôi trình bày bác ấy, tức là cái thoát vị đĩa đệm là rất là khó và điều trị rất là mất thời gian, cho nên là mình không thể là vội được đâu bác ạ. Yeah. Không 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 thể mà nôn nóng được, cho mình phải điều trị kiên trì kết hợp với luyện tập nữa. Yeah. Vâng, và hy vọng rằng là với những lời chia sẻ của bác sĩ Lực thì vị thính giả cao tuổi của chúng ta sẽ sớm có thể điều trị tốt những căn bệnh mà mình đang mắc phải. Và xin chúc cho vị thính giả của chúng ta trong thời gian tới sẽ có một sức khỏe thật là tốt, thật là dồi dào ạ. Và thưa quý vị, ngay lúc này đây hãy cùng tiếp tục chào đón đến vị thính giả tiếp theo cũng đang chờ máy rồi. Alo, Tuổi Vàng xin chào thính giả. Alo, tôi xin chào Tuổi Vàng, tôi xin chào MC và chào bác sĩ ạ. Vâng, tôi giới thiệu, tôi tên là Thảo, tôi ở Đông Ninh. Tôi xin hỏi bác sĩ, vừa rồi tôi hiện nay tôi có con tôi hiện nay là đang nuôi cháu nhỏ, mà cháu nó trước trong một thời gian vừa rồi nghỉ đẻ ở nhà, hiện nay là cháu đẻ được 2 tháng. Khi mà cháu nó đau là đầu tiên là đau một tê một tay và sau đó chuyển sang 2 tay. Thế và đau lưng. Thế cháu vừa đi chụp hôm qua, chụp X quang về hôm qua thì là cháu nó bị thoái hóa cột sống L4. Thế và đốt cổ thì lại không sao. Thế hiện nay bác sĩ có nói là đang nuôi con nhỏ thì đang cho bú thì không uống được thuốc gì và nên điều trị theo các thứ, tức là theo đông y đấy, theo đi kéo giãn các thứ đấy. Hiện nay như thế này thì cháu đang nuôi con nhỏ thì không đi được. Thế tôi xin hỏi bác là thế cái hai đau tê hai tay đó thì tại sao mà nó ảnh hưởng cái gì? Thường thường là đau đốt cổ thì nó chạy ra hai tay, thế nhưng mà đây cháu nó không đau cổ mà lại nó lại hai tay tê, thì xin hỏi bác sĩ đó là cái gì? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tôi xin hỏi là cháu nó đang nuôi con nhỏ thì không dùng thuốc được, thì bây giờ dùng kiểu gì tại gia đình, không đi viện được, dùng cái gì tại nhà cho nó đỡ? Thế ngoài uống thuốc ra thì ăn uống thì nên hỗ trợ những gì cho nó tốt nhất ạ? Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi ạ. Vâng, xin mời bác sĩ Lực ạ, có đôi lời chia sẻ với vị thính giả của chúng ta. Vâng, xin chào chị. Thứ nhất thì con nhà chị thì có hiện tượng là đau và tê tay, thì cái này là sau sinh. Thì tôi xin thưa với chị rằng là có rất là nhiều người bị, không riêng gì một người đâu. Bởi vì cái đau tê tay này thì nó không hẳn là do thoái hóa, và nó rất nhiều nguyên nhân khác, như là mình do cái vận động nó không phù hợp này, nhất là đối với cái người mang vừa sinh con thì do bế con này, do tư thế nằm ngủ này, thế rồi chế độ ăn uống này vân vân, thì nó cũng đều ảnh hưởng đến cái đau nhức tay.
Và một trong lý do nữa đó là gây đau nhức tay ở cái phụ nữ sau sinh ấy, đó là tình trạng mà thiếu canxi chị ạ. Thế thì đấy, như vậy nó không phải là cái thoái hóa cột sống cổ nó gây ra trong trường hợp này, mà có thể là do tình trạng mà đau cơ, tức là do mình vận động, do làm việc này, do bế con này, do tư thế nằm ngủ này vân vân, thì nó gây ra chèn ép, nó gây đè nén, nó gây ra tình trạng đau nhức tay chân. Và một cái như tôi đã nói, có thể là do tình trạng thiếu canxi ở phụ nữ sau sinh nữa, thì nó gây ra tình trạng đau tê. Thì đối với trường hợp này thì ở nhà mình hoàn toàn có thể là điều trị tại nhà được, mà không phải đi viện, là bởi vì là hiện tại đang nuôi con nhỏ thì mình cũng rất là hạn hữu phải đi viện, chỉ trường hợp bất đắc dĩ phải đi viện thôi. Thì trường hợp này tôi khuyên chị lên bảo cháu ở nhà là mình nên thứ nhất là ngoài thời gian chăm con ra thì mình dùng vận động thể thao, chẳng hạn như đi bộ này, hay là vận động nhẹ nhàng thôi. Thì cái vận động này còn tác dụng ở giãn cơ thì nó cũng có tác dụng ở giảm đau, giảm tê. Cái thứ hai là cái mình có thể là dùng biện pháp đơn giản như là chườm nóng này, thế rồi xông hơi, hay là mình tắm nóng lạnh, mình có thể là dùng cái nhiệt độ cái nước hơi nóng một chút, thì nó tác dụng giãn cơ thì nó có tác dụng là giảm đau giảm tê. Thế rồi chị có thể là tìm mua cháu cái sản phẩm Vindermen Plus, cái sản phẩm này nó có tác dụng là giảm đau giảm tê rất tốt và sử dụng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú nhé. Thì đấy là cái biện pháp mình sử dụng tại nhà. Ngoài ra thì mình cũng thể bổ sung thêm canxi ở đây. Đối với phụ nữ mà sau mang thai rồi sau sinh, mình hoàn toàn có thể sử dụng canxi và vitamin D3 được. Thế thì đấy là cái biện pháp đơn giản mình có thể sử dụng tại nhà, hoàn toàn có thể được trong trường hợp này chị ạ. Vâng. Cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ nhé. Vâng, hy vọng với những lời chia sẻ vừa rồi thì vị thính giả của chúng ta sẽ có những phương thức điều trị tốt nhất, giúp cho sức khỏe của mình và người thân có thể được tốt hơn trong thời gian tới. Còn ngay bây giờ, trước khi mà chúng ta đến với những phần tiếp theo, xin mời quý vị cùng thư giãn ít phút với quảng cáo. Vâng, thưa quý vị, cùng quay trở lại với chương trình Tuổi Vàng trong buổi chiều ngày hôm nay với chủ đề giòn xương, xốp xương, bệnh lý nguy hiểm không chỉ với người cao tuổi. Quý vị hãy gọi về số tổng đài kênh Joy FM 1900 6255 để có thể chia sẻ tình trạng bệnh của mình cũng như là lắng nghe tư vấn đến từ thạc sĩ bác sĩ Vũ Văn Lực. Ngay lúc này chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu kết nối tiếp theo rồi. Xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi kết nối với vị thính giả này. Alo Tuổi Vàng, xin chào thính giả. Alo. Vâng. Em chào bác sĩ, chào chương trình ạ. Vâng, xin chào em chị. Em năm nay 49 tuổi, tên là Hương, 49 tuổi ở Hưng Yên. Vâng. Em hỏi bác sĩ mấy điều ạ. Cách đây 8 tháng em bị đau lưng, đau hết cả một bên chân, buốt không đi được ấy. Vâng. Buốt 2 tháng liền em nằm không đi được, rồi em thường uống thuốc các thứ rất nhiều nơi, cứ bảo em không uống thuốc nọ thuốc kia, em đi khám thì em chụp chiếu thì người ta bảo em là bị thoái hóa đốt sống N4, N5, N6. Mới cả thái hóa cái dây chằng thắt lưng. Đấy mới cả thế là từ đợt ý thì em về uống thuốc thì 2 tháng thì em bây giờ đến giờ em khỏi rồi, thì bây giờ em có phải dùng thuốc gì nữa không ạ? Dạ vâng ạ, và xin mời bác sĩ có đôi lời chia sẻ cùng vị thính giả của chúng ta. À vâng, xin chào chị. Trước hết ý, thì ở cái tuổi của chị ý, thì cái nguy cơ bị thoái hóa là rất là cao. Thế thì đối với điều trị cái thoái hóa thì tôi xin trình bày như này. Thoái hóa khớp nói chung là mình không thể điều trị nó từ cái mức độ thoái hóa mà nó về không thoái hóa được. Và các biện pháp điều trị là chỉ điều trị triệu chứng thôi. Thế thì trường hợp của chị đã dùng thuốc, nó hết đau rồi, thì cái này cũng là một cái điều mừng. Tuy nhiên cái tình trạng thoái của chị vẫn có thể bị, chứ nó không thể mà hết được. Mình các biện pháp dùng thuốc tiếp theo là chỉ để cho tình trạng thoái hóa nó không diễn biến nặng hơn. Thế thì chị chỉ dùng được một đợt như vậy thì nó vẫn chưa đạt yêu cầu đâu, mà mình vẫn phải duy trì nó một thời gian thì nó mới làm cho cái tình trạng thoái hóa của chị nó không diễn biến nặng hơn. Vâng, hỏi bác là xem bây giờ em phải dùng thuốc gì nữa? Thì các cái loại thuốc mà điều trị ở giai đoạn 1 thì chị đã dùng rồi, thì bây giờ thì chị không nói rõ là dùng loại thuốc gì, nhưng mà theo tôi ấy, thì tiếp theo thì mình nên dùng các loại thuốc mà có tác dụng để hỗ trợ điều trị và dự phòng tái phát, chẳng hạn như mình có thể tìm một sản phẩm vững cốt để mình có thể hỗ trợ điều trị. Cái vững cốt mình có tác dụng là cung cấp thêm canxi. Em uống cái sản phẩm chức năng được ạ? Được ạ, nhá. Vâng. Thế gì ạ? Em hỏi. Vâng, chị có hỏi đi ạ. Vâng,
Mấy em hỏi bác là bây giờ người ta bảo em là bị đau xương khớp thì uống cao ngựa có được không ạ? À, cái cao ngựa thì bản thân tôi cũng chưa cho ai dùng và cũng chưa dùng bao giờ, cho nên là cái chất lượng cũng như là cái hiệu quả của nó như thế nào bản thân tôi cũng không nắm được, nhưng không dám tư vấn cho chị nhé. Vâng, thì chị có thể sử dụng các sản phẩm chức năng như là Vững Cốt này, thế rồi uống thêm các cái thuốc có vitamin nhóm B chẳng hạn nhé. Thì em nó cũng uống hai lọ canxi rồi bác ạ. Vâng. Thế thì cái Vững Cốt nó cũng gọi có là Villa gì đây này. Vâng, thì nó cũng có tác dụng, Vững Cốt nó cũng chứa canxi, nó cung cấp cho chị. Thì chị có thể sử dụng kết hợp với luyện tập thể thao nữa. Thế rồi đi lại, hạn chế những cái tư thế xấu như là mình không nên ngồi nhiều, không nên đứng lâu này. Thế rồi có làm việc mà mình có do đặc thù công việc mà ngồi nhiều hạn thì mình cũng nên đứng lại để đi lại để cho nó đỡ bị đau nhức kéo dài chị ạ. Đấy là biện pháp đơn giản thì có thể giúp chị đỡ đau và dự phòng được cái tái phát đau lưng. Vâng. Hy vọng với những lời chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Vũ Văn Lực thì vị thính giả của chúng ta cũng đã có được những kiến thức cần thiết giúp cho sức khỏe của mình trong thời gian tới. Và lúc này đây thưa quý vị, chúng ta vẫn còn một thính giả nữa đang chờ kết nối. Hãy cùng với chúng tôi chào đón vị thính giả này. Alo Tuổi Vàng, xin chào thính giả. Vâng, alo ạ. Vâng, xin chào anh. Anh hãy giới thiệu một đôi nét về mình đi ạ và tình trạng bệnh lý của mình. Vâng, em là Tích ạ. Hiện đang công tác và đang lái xe tại khu vực Hoài Đức, Hà Nội ạ. Vâng. Thì em bệnh lý của em thì nó bị đau, đầu tiên là nó đau toàn bộ toàn sống lưng. Thì hôm em đi viện 3 khám thì nó là kết quả sau khi chụp phim thường thì là bác sĩ chuẩn đoán là hẹp đốt sống cổ và thoát vị đĩa đệm ở L5S1 gì đấy. Thì sau khi em nó đã chụp cộng hưởng từ thì nó là thoát vị đĩa đệm, kết luận là thoát vị đĩa đệm L4, L5 và chèn nhẹ vào tủy sống. Nhẹ vào ống tủy sống ạ. Hiện tại thì em đã uống nhiều loại thuốc rồi nhưng mà nó vẫn không đỡ, nói chung là hiện tượng nó không đỡ. Vâng. À, nó lại đau lên chỗ bên dưới bả vai và có hiện tượng đau vào cơ tim, thì bác sĩ cho em hỏi là có trường hợp nào nó chèn ảnh hưởng đến dây cơ tim không ạ? À, vâng, xin chào. Trường hợp của anh ấy thì là tôi xin tư vấn như này. Thứ nhất là do cái đặc điểm nghề nghiệp của anh là đang lái xe thì cái nguy cơ bị thoát vị đĩa đệm cũng như là thoái hóa cột sống rất là cao. Thế thì anh có hỏi rằng là nó có chèn ép vào cơ tim hay không, thì tôi xin thưa anh rằng là đối với các cái thoái hóa này thì nó không có chèn ép gì vào cơ tim cả, mà nó chỉ chèn ép vào cái dây thần kinh, nếu như có nặng là dây thần kinh liên sườn thôi. Và nó đau, nó lan vào cái vùng ngực thì anh có cảm giác như nó lan vào cơ tim, mình lo lắng, nhưng thực tế ra thì cái thoái hóa này nói chung là không ảnh hưởng gì đến cơ tim cả anh ạ. Và nhưng mà tôi xin nói tư vấn cho anh rằng là đối với cái bệnh thoái hóa cũng như là thoát vị đĩa đệm này thì nếu như anh mà còn lái xe ấy, thì việc điều trị nó rất là khó khăn nhá. Thế thì anh phải bởi vì do cái tư thế ngồi làm việc thì nó cũng là một trong những cái làm cho tăng nặng cái tình trạng thoái hóa cũng như thoát vị đĩa đệm. Thì trong cái điều trị anh ấy, thì anh phải dùng cái thuốc giảm đau cũng như là dùng một số thuốc để hỗ trợ điều trị như tôi có nói trong chương trình, thì nó chỉ tác dụng là hỗ trợ thôi. Nhưng cái chính thì bên cạnh cái dùng thuốc đấy thì anh phải phải luyện tập nữa, rồi thế rồi phải làm giảm những cái, hay là phải tránh những cái nguy cơ gây ra tăng cái thoát vị, như là mình không nên ngồi nhiều, không nên đứng lâu này, không nên ngồi nhiều một tư thế này. Đấy, mình nhất là những trường hợp mà lái xe và anh ngồi hàng vài tiếng đồng hồ ấy, thì rất là khó trong trường hợp này nhé. Vâng. Bác sĩ cho em hỏi là em thường xuyên khi đau thế thì em thường xuyên uống cái glucosamine đi thì nó có hỗ trợ điều đúng không bác sĩ? À vâng, cái glucosamine nó có tác dụng là nó là một trong cái thuốc chống thoái hóa khớp tác dụng chậm, nhưng anh phải dùng kéo dài cơ thì nó mới có tác dụng là làm cái tình trạng thoái hóa của anh không diễn biến nặng hơn nhá. Thế thì anh có thể dùng kéo dài, nhưng mà anh phải dùng các cái phối hợp với các loại thuốc khác, chẳng hạn như là bổ sung thêm canxi có trong Vững Cốt này nhé. Thì nó sẽ hỗ trợ cho anh trong nó phối hợp điều trị thì nó tốt hơn, chứ anh không chỉ dùng mỗi một mình cái glucosamine được nhé. Vâng, với bác sĩ cho em hỏi là theo một số người mách là uống cái cao nó hỗ trợ được cái phần xương khớp, thì em không biết là uống nó có tốt không bác sĩ? À, cái này thì bản thân tôi không sử dụng và cũng chưa cho ai dùng, cho nên cũng không có thông tin để tư vấn cho anh được. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, xin chào ạ.
Thưa quý vị, như vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe bác sĩ chia sẻ về chủ đề giòn xương, xốp xương, bệnh lý nguy hiểm không chỉ với người cao tuổi. Mặc dù là vẫn còn rất là nhiều những câu hỏi và thắc mắc của quý vị gửi về, nhưng thời lượng có hạn chúng tôi chưa thể giải đáp hết. Chương trình sẽ tiếp tục cập nhật và trả lời quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Vũ Văn Lực đến từ Bệnh viện Hà Thành đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng Vững Cốt MK7 của dược phẩm Vinh Gia, bổ sung canxi và hấp thu canxi vào xương tốt hơn, giúp phòng và hỗ trợ điều trị loãng xương đã tài trợ cho chương trình. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khoe đẹp@bacsitu.vn. Vững Cốt Vinh Gia bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7.